Cần bán nhà xây mới 4 tầng tại tổ 5, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vị trí nhà thì nằm ngay sau bến xe Yên Nghĩa, chỉ cách bến xe Yên Nghĩa khoảng tầm 200m thôi, nằm ở trong khu vực đông dân cư, đầy đủ tất cả các tiện ích như điện, đường, trường, trạm, rất là gần với trường tiểu học, trường cấp 2 và trường mầm non Yên Nghĩa, ở ngay cạnh chợ trung tâm của phường Yên Nghĩa. Ngôi nhà thì là có diện tích là 31m², có hướng chính là hướng Tây Tứ Trạch. Được thiết kế 4 phòng, bao gồm là một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, một phòng thờ và một sân phơi, cùng với lại 3 nhà vệ sinh. Thì hiện tại là tôi đang đứng ở phía bên trong vị trí tầng 1 của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao cũng như là gạch lát nền của ngôi nhà là đều đã được hoàn thiện xong hết. Tầng 1 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng khách, một phòng bếp và một nhà vệ sinh phụ. Hệ thống tủ bếp sử dụng là chất liệu là bằng gỗ sồi Nga. Toàn bộ hệ thống gạch ốp tường ở trong khu bếp là sử dụng là gạch kích thước là 30-60. Sử dụng đá mặt bếp là đá kim sa màu đen. Ở trong tầng 1 thì chúng ta sẽ có thêm cả một nhà vệ sinh phụ nữa. Mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ không gian của phía tầng 1 đây. Phòng khách rất là rộng. Phòng khách và ô cầu thang được ngăn cách bởi vách CNC. Cửa chính của ngôi nhà là sử dụng là cửa kính hệ lùa. Hệ thống tay vịn cầu thang là sử dụng chất liệu là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cầu bậc cầu thang là dùng đá granite, đá vân khói, nguyên tấm. Thiết kế của tầng 2 thì sẽ bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Mọi người có thể nhìn thấy là ở phía khu vực ô cầu thang để đi lên của ngôi nhà, chúng ta sẽ có thêm cả một cái ô cửa sổ để lấy ánh sáng và không khí cho toàn bộ cái ô cầu thang nữa. Với diện tích là 31m², chia một phòng ngủ cho nên là cái không gian của phòng ngủ rất là rộng, diện tích rất là lớn. Chúng ta có thể là kê giường, tủ, bàn ghế cũng như là rất nhiều đồ, bàn làm việc, bàn trang điểm vào trong đây nữa. Toàn bộ ngôi nhà thì là đều được hoàn thiện xong hết rồi. Sử dụng gạch lát nền, sử dụng sàn gỗ công nghiệp. Cửa thông phòng là sử dụng là chất liệu là gỗ tự nhiên. Và tiếp theo đây là cái khu vực nhà vệ sinh. Mọi người có thể nhìn thấy là toàn bộ hệ thống bồn cầu nền khối này, cũng như là sen cây tắm nóng lạnh, lavabo, gạch ốp tường, gạch lát nền, cũng như là hệ thống phụ kiện gương chiếu sáng ở trong phòng là cũng đã được hoàn thiện xong hết rồi. Sử dụng cửa nhà vệ sinh là cửa nhôm kính cao cấp. Tiếp theo đây mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là sẽ tương tự như nhau. Chúng ta sẽ có là một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Sử dụng sàn gỗ công nghiệp. Đây, mọi người có thể nhìn thấy cái ô cửa sổ để ánh sáng vào khu vực cầu thang đây. Thiết kế phòng rất là rộng, rất là thoáng, phù hợp với những gia đình mà có hai vợ chồng cùng với hai con nhỏ, chúng ta sinh hoạt rất là tiện, rất là hợp lý. Nhà vệ sinh của tầng 3 và tầng 2 là cũng tương tự như nhau, đã đều được chúng tôi là hoàn thiện xong hết rồi. Đối với ngôi nhà này thì là quý khách hàng có thể chuyển đồ về và ở luôn. Cái vị trí của ngôi nhà thì là nằm ở khu vực giao thông rất là thuận tiện, khu vực kinh tế phát triển rất là nhanh, ở ngay sau bến xe Yên Nghĩa thôi. Và bán kính 500m ở xung quanh ngôi nhà là có đầy đủ tiện ích như trường mầm non, trường cấp 1, chợ, siêu thị, cũng như là khu vui chơi, hồ điều hòa. Tiếp theo đây là khu vực tầng 4 của ngôi nhà. Mọi người có thể nhìn thấy luôn là cái khu vực tầng 4 này là sẽ có một cái ô cửa sổ để chiếu vào cái khu vực cầu thang đây. Đấy, toàn bộ khu cầu thang rất là rộng. Đây là cái khu vực dùng để lắp đặt máy giặt. Chúng tôi đã thiết kế sẵn hệ thống đường điện cũng như là đường cấp nước và đường thoát nước. Và tiếp theo đây là khu vực phòng thờ. Và cuối cùng là cái khu vực sân phơi của ngôi nhà. Mọi người có thể nhìn thấy là toàn bộ hệ thống chuồng cọp cũng như là hệ thống gạch lát nền là chúng tôi cũng đã hoàn thiện hết. Sử dụng gạch lát nền là gạch sân vườn kích thước là 40x40. Tôi xin nhắc lại một chút thông tin của ngôi nhà để cho quý khách hàng có thể nắm bắt được rõ hơn.
Ngôi nhà có vị trí nằm tại tổ dân phố 5, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có diện tích ở trên sổ đỏ là 31m2. Được thiết kế xây dựng là 4 tầng, bao gồm là 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 phòng vệ sinh. Có hướng chính là hướng Tây Tứ Trạch, hướng rất là hợp phong thủy. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 750 triệu đồng. Bên chủ đầu tư là sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Và cái giá 1 tỷ 750 triệu là vẫn còn có thể thương lượng thêm một chút để ra lộc khi mà quý khách hàng mua nhà chuyển về nhà mới. Mọi thông tin chi tiết thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video.